Vâng, trời thì mưa nặng hạt. Những chuyến ô tô mang những cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật đến để góp vui với triển lãm sinh vật cảnh thị xã Đông Triều, Quảng Ninh vẫn cứ tiếp tục. Ảnh hưởng của cơn bão số 4, mặc dù bão không về Đông Triều nhưng mà cái khí hậu cũng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Từ sáng đến giờ trời cứ mưa nặng hạt. Vâng, chúng ta thấy các anh đang đưa một tác phẩm si bám đá. Các anh cây ở đơn vị nào đến đây các anh ơi? Ở Hồng Thái Đông ạ. Vâng. Vâng. Hồng Thái Đông có phải đơn vị chỗ anh An không nhỉ? Vâng ạ. Đây có phải anh An không? Vâng, chào anh. Nghe anh rất là bận nhưng mà vâng. Anh cũng về đây với anh em rất là vui. Vâng. Tôi về đây từ chiều hôm qua anh ạ. Bận cho nên anh chắc đến đây từ lâu rồi. Rồi. Vừa mấy hôm nào ngồi uống rượu với anh ở dưới Minh Thành. Hôm nay chúng ta đã có mặt ở Đông Triều rồi. Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên, dọc theo cái đường 18 là Đỗ Sinh có rất nhiều các bạn, các những người đã chung cái niềm đam mê cây cảnh nghệ thuật. Anh em ở dọc cái đường 18 là cũng rất trung thành với lại các cái clip của anh Đỗ Sinh. Vâng. Có cái clip nào mới để chúng tôi xem và kháo nhau hết. Cảm ơn các anh nhé. Đấy là tiếng động viên lớn đối với Đỗ Sinh. Vâng. Và cũng là được làm cái việc mà mình đam mê, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đây là số lượng cây của các anh ở khu vực Hồng Thái Đông trong buổi sáng hôm nay mang đến. Thời tiết thì mưa nhưng mà lại không phải tưới, rất mát cây. Vâng. Các anh tạm thời để như thế này thôi. Sau đó thì sẽ có những cái chân đôn hoặc là những cái bàn. Ban tổ chức sẽ bố trí vị trí cụ thể để chúng ta đưa vào ổn định. Hình ảnh rất là sinh động và thật là công tác rất là nhiệt tình của các đơn vị, của ban tổ chức. Bây giờ Đỗ Sinh đi chia sẻ những cái tác phẩm chúng ta đã ở cái vị trí ổn định. Vâng, và bây giờ Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn một cây si. Chúng ta sẽ đến anh An ơi. Anh rơi cái tờ giấy 500 này. tác phẩm si của anh Phạm Thế Hùng, Kinh Môn Hải Dương. Vâng, mưa vẫn nặng hạt, tôi tạm thời dùng ô một chút nữa. Thời tiết cũng đã hửng lên rồi, chắc chắn là sẽ hạt mưa sẽ chấm dứt sớm. Cây si già mốc nhiều, với cái những hạt mưa rơi bám vào thân cây lại càng nổi mốc nhiều hơn, đẹp hơn. Để chúng ta làm việc, báo cáo với các anh nhà ban tổ chức. Bây giờ quyết định là nếu mà anh nào cơm trưa thì báo ăn bữa cơm công nghiệp để báo về ban tổ chức. Anh Huệ sẽ tổng hợp để gọi cơm anh em về đây.
một đúng 12 giờ là ban tổ chức dừng làm việc và chúng ta nghỉ ngơi để lấy sức để ngày mai khai mạc tốt. Đúng 1:15 thì đội cầu rồi chúng tôi đang chuẩn bị số anh em ở cùng tôi chiều tôi từ phường chính để tiếp khách cũng như là làm công tác đã sắp đặt lại hoàn toàn. Đó là những cây xì búp đỏ, những lộc non lên màu phơn phớt như những cái bông hoa rất là hấp dẫn. Là thuê lao động thì nhiều nhiều ngay không hiểu về cây, nên là cũng phải người chủ cây và người biết về cây cho cây cây người ta bêu và sẽ ảnh hưởng tác phẩm. Chính vì thế là người chắc chắn là những người chơi cây và cây cái cuộc chơi này ta tập trung tôi cho chúc tôi với anh em. Anh đứng cạnh cây si tôi chụp kiểu ảnh đấy, tôi làm cái ảnh bìa luôn có bóng người. Anh nhìn đến đây nhá, là hai anh em. Được rồi, thế thì anh em mình đứng hướng vào đây cái, tôi lấy cái bóng cây si. Rồi anh đến đây nhá, nhìn đây cái mình chụp nhá. Rồi alo, ai có xe để lo phải bảo đủ cho xe ra để vâng. Tiếp đến cây xanh của anh Phạm Thế Hùng, Kinh Môn, Hải Dương. Cụ Thanh ơi, hộ tôi tay đấy. Tác phẩm xanh của anh Nguyễn Mạnh, câu lạc bộ Chùa Tế. Yêu cầu tôi là anh Cương Anh Đông, anh Cương Đông Anh Lễ, anh Anh Hùng là bạn phải thiết thì yêu cầu các anh đang kêu hộ. Cái này là khách trực xuân ở sân trên nhà ta. Cương Đông Anh Đông đây chứ phải đại biểu mà. Cái này của nó đẹp. Vâng. Còn cuộc chơi này là cuộc chơi chung những các vâng, cũng là một tác phẩm si rất đẹp của anh Thân Văn Trung, câu lạc bộ Chùa Tế. Vâng. Đây là sân chơi, đây là sân chơi của mọi người nhé, không phải sân ai cả, nên là chúng ta đoàn kết để sắp đặt tiếp tục. Yêu cầu cái xe máy đằng sau nào, xe máy là đằng sau, có xe máy nào, xe máy đằng sau ô tô nào, ấy kéo xe máy khác đây, xe máy nào. Tác phẩm xanh của anh Đỗ Trùng Khánh, Kim Anh, Kim Thành, Hải Dương. Báo cáo mọi người là cũng một số chủ nhân cây cảnh cũng là yêu cầu tất cả những người chơi cây và những du khách đến tham quan hạn chế tối đa sờ vào cây. Chúng ta tôi trong chúng ta
chế tối đa sờ lên công ty. Đấy là mời một số các đồng chí hay là phục vụ đây chúng ta cũng vì cuộc chơi này nếu nó diễn ra văn minh để chấn chỉnh thì cũng được. Vâng, là tuyệt đối các em ơi. Chúng ta quyết định ta hỗ trợ cho anh tay ấy. Anh em ra để anh chia sẻ bỏ cái số yêu cầu tất cả các bạn là đỡ tay hoa đấy. Chúng ta lại đến với một tác phẩm Si cũng rất đẹp nữa của anh Đỗ Trùng Khánh. Vâng, Đỗ Sinh xin dừng cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp những video sau. Đến với triển lãm sinh vật cảnh thị xã Đông Triều, Quảng Ninh.